Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài tập 3D trong CAD. Đây, bài tập hôm nay chúng ta làm bài tập này. Ok, ta bắt đầu. Rồi qua control này, chọn midpoint này. Rồi xong, đầu tiên cũng là xong rồi. Tiếp tục, bây giờ chúng ta tạo một cái khối tròn xoay nhá. Khối tròn xoay là cái khối này này, chúng ta tạo cho nó 32 đúng không? Trừ cho 32, 48 trừ 32 là 16, tab 2, 15, enter. Rồi, R5, R85, vẽ một cái đường line ra. Đây đây, đoạn là 85. Rồi, rồi 85 là tính từ tâm cơ, 85 tôi trừ đi 32 nhập vào. Rồi ta chọn vào đây 3 điểm, 1 2 3. Rồi xong, ta trim đi, trim không cần thiết đi. Rồi xong, rồi đây là khối tròn xoay. Tiếp tục, cái tâm xoay của chúng ta là nó cách cái này một đoạn là 32 cái nhé. Rồi làm lại này, ta xét cái đường này ra. Rồi mặc kệ nó. Rồi tiếp tục.
tiếp tục chúng ta tạo khối này này, rồi khối bên trong. Là 21. 21 chia 2 thì được bao nhiêu? 10.5. Ta block này ra, ta set nó vào một đoạn là 32. Rồi và đường kính của nó là bao nhiêu đây, tạo một cái phi 15 là 7.5. Rồi kia những hình hình kia đi, rồi tắt những cái hình này đi. Rồi xong. Rồi tiếp tục. Khối này này. Khối hình này này. Hình này thì chúng ta có là 160 đúng không? Rồi các bạn trim những cái thằng không thiết đi cho mình. Rồi dùng vào thành một khối. Rồi cái này offset vào một đoạn là 40 trừ đi cho 22.5 là bao nhiêu? Chọn 17.5 enter. Rồi sau đó ta CO này ra một cái. Rồi tiếp tục tạo cái khối cắt này, khối này này 16.32 16.64 tạo đây 64 này. Rồi tí chúng ta cắt ạ, midpoint. Rồi chọn xóa khối không đi, rồi chúng ta cũng dùng cái khối này lại. Rồi xong, nó về cơ bản là như vậy. Rồi chúng ta ra môi trường 3D bấm vào ngôi nhà này, rồi chúng ta bắt đầu 40 đúng không, 40. Rồi chúng ta đẩy khối này lên 40, ta nhấn lệnh PRS 40 này, enter này. Rồi tiếp tục chúng ta revolve khối này,
Rồi do chỗ này lại đã rồi chưa giờ lắc hết nữa này rồi chúng ta rev enter chọn khối enter nhấn giữ control nhấn giữ phải chọn endpoint tiếp tục nhấn giữ control chọn nhấn giữ phải cho endpoint rồi ta nhập 180 độ enter 180 độ rồi nó hơi bị ngược làm ra thì chúng ta xử lý sau rồi đoạn này lên 16 đoạn này này để zoom vào ta nhấn sử dụng là add to 16 enter rồi tiếp tục thằng này thì 124 cho nó 124 cũng được ta nhấn rs school 124 124 enter rồi thằng này thì bao nhiêu cũng được hết cho nó là 150 cũng được thằng này tương tự 200 mấy đúng không? Thằng này từ 200 mấy là cơ cho nó 250 enter rồi bây giờ ta có một số vấn đề ở đây là khối này ok nó bị ngược mất rồi bị ngược thì người ta xoay nó lại đúng không nó xoay xung quanh cái trục trục y này bây giờ chúng ta chuyển trục y này trở thành trục z là chúng ta sẽ xoay được không nó sẽ front ok rồi ro enter nó ở đây endpoint nó nhấn đây 180 enter rồi xoay rồi bây giờ chúng ta bắt đầu mua vàng này bắt chính giữa luôn đúng không bây giờ chúng ta chọn center không rồi bây giờ chúng ta cứ bắt đi move enter này ta chọn khối này enter ta bật tâm enter bạn chọn đây chọn mid nhầm làm lại move enter này rồi các bạn chọn tâm nó enter rồi các bạn nhấn shift giữ chọn midpoint đây midpoint rồi đó. Rồi các bạn lấy máy tính ra bạn tính cho mình là 215 trừ đi cho 160 bằng 55 chia 2 bằng 2775 ok chọn khối nhấn giữ enter rồi ta mua ra còn là 27.5 nữa là ok enter. Rồi xóa này đi rồi tiếp tục khối bên này rồi chúng ta di chuyển cái này vào đây luôn move rồi ta copy nó đi đây ta bắt điểm đi ta cho vào đây rồi.
Rồi, mua xuống. Mua xuống đoạn là 40. Nên thôi. Mua này xuống luôn, mua này chọn center, mua xuống là 40 rồi, tiếp tục. Xoay ngược lại, xoay ngược lại đúng không? Xoay ngược lại thì ok, trục xoay là đúng rồi, không vấn đề gì cả. Đó, 180 enter. Rồi tiếp tục mua vào, chọn điểm, tắt chế độ ở đây. Bây giờ Union nó ra, ok, tiếp tục những khối này. Khối này đúng không? Ok, chúng ta sẽ mua vào. Tâm mưu này, nhấn đây, mưu vàng đây, chúng ta luôn. Ok, rồi tiếp tục ta vào đây select mưu enter, mưu vàng đoạn nhiều enter. Chúng ta mua vào, mua vào một đoạn là 215 đúng không? 215 chia 2 đấy. CL enter này, 215 chia 2 enter này. Đấy. Rồi, ta bật xếp lên nào. Rồi. Chúng ta xóa hai thằng này đi. Rồi. Tiếp tục các bạn cũng union nó lại, mua khối này trước nhé. Rồi bây giờ mua khối này, ta bật entry lên, cần thương nhé, cần thương nhé. Rồi bây giờ chúng ta mua khối này vào này, và trung điểm của nó lên center. Rồi chúng ta mua nó vào đây, bắt trung điểm nó vào đi coi đây. Rồi ok, rồi giờ tham gia SUV cho mình. Enter, chọn phối enter. Rồi bây giờ tạo một khối để kết thúc phần trong này. Rồi các bạn chọn tốt nè. Ok, tốt được rồi. Rồi chúng ta tạo một cái rectangle gọi là 64 64, tab 16 enter. Rồi các bạn vẽ cho mình một cái đường tròn ở trong này luôn là 32. Rồi
Trên thằng ta trim nó đi. Trim nó. Trim nó ở đây thì mình sẽ trim hôm nay. Rồi enter. Trim nó vào. Rồi chuyển nó không nhìn 3D. Dạ dạ. Lượng được. Rồi sau đó ta sẽ chọn mu này, chọn khối này, enter này, chọn center này, ta mu về đây. Đây các bạn cũng phóng này ra, center, center này, enter. Rồi xoay về đây. UV enter, chọn phố enter. Nào xong. Đây là cái bài này chúng ta đã xong. Bài lại enter. Rồi. Ta xoay để nó quan sát này. Nó quan sát phố của chúng ta. Ok chưa? Đây là có hình cắt đúng không? Thì chúng ta cứ chọn tốt là mặt chuẩn. Tốt là mặt chuẩn nha. Đây. Mặt này là mặt chuẩn này. Rồi. Chúng ta qua layout này. Chúng ta extract. Extract cái file khung vẽ. Khung mình vẽ vào, khung vẽ này 24 đi, các bạn tự tạo cũng được, hoặc là không nhất thiết các bạn vẽ, sử dụng cái lệnh extract như thế này, như mình đâu nhá, zoom, out, enter, rồi, rồi ok, ta nhấn chọn chữ bay này, bay, bay, chọn, chọn này current. Okay, chọn vào đây tỷ lệ 1:4 này, 1:2 chắc là to quá nhỉ, 1:2 được, 1:4 thôi, ok 1:4 là vừa, vừa đẹp, ok, và chọn nó là cái kiểu này, enter, rồi, xong, ta lightway lên, hiển thị đường nét lên, display, ok, rồi. Ta bật LA lên, ta chỉnh lại cái đường hai lần này, ta chọn lại cái đường khác. Ta quan sát cho dễ. Rồi ok, cái đường quất này. Rồi ok. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ vào layout. Chúng ta vào section. Ta chọn help. Chọn cái viewport. Rồi. Ở đây là hướng cắt. Hướng cắt là cắt lên lên đúng không? Ok, bây giờ chúng ta nhấn vào đây, chúng ta chọn viewport,
Ta nhấn ra record, nhấn ra chúng ta chọn center. Rồi nhấn ra center. Nhấn lên đây, ok. Rồi chúng ta sẽ có một cái mục tiêu như thế này. Ok. Rồi đây chúng ta chọn cái này. So. Đấy. Đó, cái view của nó như vậy. Rồi hướng nhìn nó không ngược lại bên kia đúng không? Rồi không sao vậy. Rồi tiếp tục là có một hình cắt cạnh như cạnh. Chúng ta tiếp tục session ha. Chọn new post. Rồi ta chọn vào đây. Tiếp tục chúng ta chọn vào Bitcoin. Chúng ta chọn đây. Chúng ta chọn vào center. Center. Chúng ta chọn center. Ok, ta nhấn lên đây. Đó. Rồi, ta nhấn qua đây. Hướng. Ok. Rồi, ta chọn đây là hướng này. Sau. Ok. Rồi. Như chúng ta thấy này, đứng bằng ngang cạnh đúng không? Đứng bằng ngang cạnh thì chúng ta phải xoay này lại một góc 90 độ đúng chưa? Giống như cái hình này này. Đấy. Rồi bây giờ các bạn xoay này lại cho mình một góc 90 độ. Rồi enter. Bạn chọn cái viewport. Chọn cái viewport nhé. Enter. Rồi chọn góc xoay. Nhấn F8 này. Ok. Rồi. Các bạn mua này lên đây. Tương đối. Ok. Rồi. Rồi ok. Rồi hết rồi đúng không? Cái này là xong rồi. À còn. Còn một hình nữa. Tiếp tục là session, chọn F. Chọn new post. Chọn new post. Rồi. Ta nhấn vào đây, chọn midpoint. Midpoint. Nhấn chuột phải chọn center. Center. Ok, chọn center, rồi thì nhấn lên đây. Rồi nhấn lên đây. Rồi các bạn chỗ này thì các bạn chọn 2 thôi. Ok. Rồi nhấn lại vào đây. Rồi các bạn chọn project. Rồi project xuống đây. Ok. Ok. Rồi mấy cái này các bạn chọn cho mình kiểu deploy để nó không thấy. Rồi xong. Rồi vậy là xong. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có một số thứ ở đây. Ta có những cái center mask. Enter. Chọn. Ok, một cái chọn, chọn ra đường lên máy. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta bắt kích thước này. Trước khi bắt kích thước thì chúng ta sẽ nhìn quen thuộc không? Thao tác quen thuộc cho Analytics, chọn Sequence. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đêm. Đêm này 64 đúng không? 64, 80 đúng không? Đây đêm này. Đêm này hơi dư một tí. Rồi thì chúng ta đêm khoảng dưới thôi. Nhấn chọn là endpoint. Nhấn chọn đây endpoint. Nhấn chọn vào đây control chuột phải endpoint. Rồi chọn từ à chưa còn chọn dành kích thước cho mình. Rồi nhìn lại chuột phải control chuột phải control. Rồi
di chuyển lên là tự bắt chân không? Đó. Rồi tiếp tục lên lại vậy, di chuyển lên tự bắt. Anh thì người ta bắt con này. Tiếp tục đánh một lại em con này. Rồi đến đây 80. Ok. Rồi gì nữa? R32, R48 đúng không? R này tôi chọn đây, chọn đây R48 này, R48 rồi tiếp tục ta chọn đây R sáu tư à. Rồi 16 có cái nhầm lẫn ở đâu đấy. Rồi tiếp tục chúng ta nhấn vào đây, chúng ta chọn Android, nhấn chuột phải chọn Android. Rồi tiếp tục từ nhấn chuột phải tiếp em coi rồi ra như này, đang nhấn chuột phải cho em coi rồi bắt ra 124. Rồi xong đường ở phía trên, tiếp tục nó sẽ đem những cái này lần. Rồi tiếp tục tôi nhấn vào R40, nhấn làm sao cho nó rồi người ta đêm khoảng này. R20 rồi cũng này chúng ta cho đây, rồi tiếp tục cho khoảng này ta. Rồi tiếp tục ta chọn khoảng này. Nhấn vào đây chọn Android, chán thế nhỉ, mà sai điểm mất rồi, điểm lại đi. Rồi ta nhấn chuột phải chọn Android này, rồi nhấn xuống đây, nhấn chuột phải cho Android, nhấn đây này, rồi ok 560. Rồi tiếp tục khoảng này này, nhấn chuột phải chọn Android, chọn đây, rồi tiếp tục xuống đây, nhấn chuột phải chọn Android, rồi ra đây, rồi chỉnh cái này đi xuống một tí. Đúng
ta đêm lại này, cho này nó xuống đây đúng không, đến chọn center. Ok, center, nhấn chọn center, nhấn chọn center. Ok, 5.4, ok, đúng rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sửa một số thứ này, như cái này chẳng hạn này, đến đây, đến đây, 4, nhân, phi, rồi, tiếp tục cái này vậy, nhấn chuột phải vào, nhấn đúc chuột trái vào, nhấn ra đây, khoảng trắng 4 sao rồi, ok chưa, rồi xong. Rồi xong, bây giờ chúng ta bắt đầu này, chúng ta bắt đầu in T, chọn đây là A4, rồi chọn A4, chọn Windows bát đại thôi, rồi Center Fit to Wafer, chọn đường này, rồi là 2.8, ok, Play to Windows, chúng ta ra bắt chân chuẩn, enter kéo vào, enter.